Một người đàn ông chạy xe máy đã bất ngờ té nhào rồi chết tại chỗ vào khoảng 23 giờ 55 phút đêm 17 tháng 1 năm 2014 trên cầu vượt nút giao Tân Tạo thuộc địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 55 phút tối khi người đàn ông khoảng hơn 25 tuổi chạy xe máy biển số 51M6-9591 lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng ra quốc lộ 1. Khi đó chiếc xe chạy đến giữa cầu vượt nút giao Tân Tạo thuộc khu phố 8 phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân thì bất ngờ va vào thành cầu, khiến cả xe lẫn người trượt dài trên đường, làm người đàn ông chết tại chỗ. Do không tìm được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên bước đầu vẫn chưa xác định danh tính của nạn nhân. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 1, một xe chuyên dụng được đưa đến để chở xác nạn nhân đi. Người dân sống tại khu vực này phản ánh, cầu vượt nút giao Tân Tạo có khúc quanh quá gấp, hệ thống đèn chiếu sáng đã ngưng hoạt động hơn 2 năm nay nhưng vẫn chưa được sửa chữa, khiến mặt đường khá tối nên thường xuyên có tai nạn. Người dân rất bức xúc, nhiều lần phản ánh với cơ quan chức năng, những người có thẩm quyền về tình trạng đèn chiếu sáng không hoạt động tại khu vực này, nhưng tới nay vẫn chưa thấy sửa chữa.